Xin chào cô bác và anh chị lại quay trở lại với kênh của em. Thầu dầu tía hay còn gọi là cây đu đủ tía, một loại dược liệu rất là lâu đời với nhiều cái công dụng và được trồng phổ biến ở nhiều nơi. Bên cạnh là một vị thuốc được chữa nhiều bệnh, thầu dầu tía còn là một cái cây mà được người ta trồng để ứng dụng trong nhiều cái ngành công nghiệp kỹ nghệ, chủ yếu là lấy cái hạt của nó ép lấy dầu. Tuy nhiên, nhiều người thì vẫn chưa hiểu và biết nhiều về cái loại dược liệu này, nó có độc không và chữa bệnh như thế nào về cái loại dược liệu này. Thì trong video ngày hôm nay, cô bác và anh chị hãy cùng em đi tìm hiểu về loại dược liệu này nhé. Thầu dầu tía, nó thuộc họ thầu dầu, nó có cái loại mà nó là thầu dầu trắng, còn cái cây này là thầu dầu tía là nó có màu đỏ như thế này. Cô bác và anh chị mình nhìn cái là mình phân biệt được ngay à. Cây thầu thầu tía thì người ta sẽ dùng cái hạt của nó, người ta ép và được chiết xuất cái hạt đó, nó sẽ ra cái dầu của hạt thầu dầu. Nó có tác dụng nhuận tràng rất là tốt khi uống mà mình bụng đói á, với liều lượng từ 10 đến 30 gram. Sau khi sử dụng từ 3 đến 4 giờ thì nó sẽ gây đại tiện và không gây đau bụng. Cái mức độ của bệnh nhân mà người ta sẽ cho sử dụng cái liều lượng từ 10 đến 30 gram hay là từ 30 đến 50 gram. Hoặc là khi mà phụ nữ đang mang thai bị táo bón á, thì mình có thể sử dụng cái này để làm thuốc nhuận tràng mà nó không gây ảnh hưởng co bóp tử cung, rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì mình không nên sử dụng kéo dài, nó sẽ gây chán ăn. Đây là cái công dụng rất là tuyệt vời từ cái loại dược liệu này. Tiếp theo đó là cái cây thầu dầu này nó có độc hay không. Thì trong cây thầu dầu này nó có một loại chất độc, thì mình không sử dụng cái hạt thầu dầu khi mà nó chưa, nhiều người bị ngộ độc cái hạt này do là người ta ăn cái hạt thầu dầu này mà nó chưa chín, nó phải được ra nhiệt lên thì nó sẽ mất cái độc đó đi, nó bị phá hủy cái độc trong cái hạt này đi. Nếu mà mình sử dụng trực tiếp như thế này thì nó có thể gây tử vong, kể cả những cái con bò nặng cả 100 kg nếu mà nó ăn đủ 3 gram cái hạt thầu dầu khô này thì nó có thể chết ngay liền lập tức. Nên là cô bác và anh chị mình nên biết cái cách sử dụng và mình không nên lạm dụng cái dược liệu khi không biết đến những cái công dụng cũng như là cái tác dụng phụ của nó. Bây giờ thì em xin chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc từ cây thầu dầu tía. Thì để điều trị cái xa tử cung trực tràng, ở nhất là các cái phụ nữ sau sinh ấy, mình bị xa tử cung ấy, thì người ta sẽ dùng cái hạt của cây thầu dầu này giã và mình đắp lên đầu để kéo kéo cái tử cung lên, kéo cho nó nâng cao cái tử cung của mình lên. Khi mà mình đẻ bị khó, đẻ bị sót với nhau thì người ta cũng dùng cái hạt thầu dầu này 14 hạt giã và đắp vào cái lòng bàn chân. Sau khi sinh xong thì nó sẽ làm bong bong cái nhau đó ra, và sau khi bong ra thì mình sẽ bỏ luôn cái thuốc đó ngay lập tức và rửa sạch đi, chứ mình không có để nhé. Khi bị liệt cái dây thần kinh mạch, người ta bị méo miệng thì người ta sẽ lấy cái hạt này, người ta giã ra và đắp vào cái mặt đối diện, có nghĩa là người ta méo ở bên này thì người ta đắp bên kia để cho nó cân chỉnh lại. Bài thuốc tiếp theo đó là khi bị trĩ thì người ta dùng lá của cái cây thầu dầu tía này, cái cây thầu dầu mà nó có màu tím như thế này, rửa sạch, đun nước lên và cho nó đặc lại để nguội, và mình dùng cái dung dịch này mình rửa hậu môn. Ngoài ra thì có thể kết hợp với lá của cây thầu dầu này, lá của cây vông, và mình cũng đun nước và ngâm rửa hậu môn. Có tác dụng rất là tốt trong việc điều trị cái trĩ, nhất là ở cái giai đoạn sớm. Hoặc là cô bác và anh chị có thể lấy cái hạt thầu dầu này 9 hạt và 9 con nhện nước. Cái con nhện mà nó, cô bác và anh chị thấy nó ở trên mặt nước, giã ra và xào với giấm cho nóng, và dùng cái miếng gạc sạch mình bọc lại, mình đắp vào cái huyệt bách hội ở giữa đỉnh đầu. Nó có thể làm cho cái búi trĩ nó co lên, và khi nó co rút dần lên thì mình sẽ bỏ cái thuốc đi, mình không để lâu nhé. Và đối với cô bác nào mà bị đau nhức xương khớp, bị mụn nhọt, viêm mủ thì mình có thể lấy cái cây thầu dầu này, mình lấy cái lá của nó về, cô bác và anh chị mình đập dập lên vì mình hơ nóng lên, kết hợp với rượu nữa, mình xào nóng lên và mình chữa cái đau nhức xương khớp bằng cách mình đắp lên cái chỗ vùng mà bị đau nhức, ví dụ như đau lưng này, đau khớp gối này, đau các cái khớp bàn chân, hay là mình bị co cứng thì mình có thể sử dụng cái đó, hay là khi mà mình bị
viêm mủ ấy, các cái mụn nhọt sưng tấy to, thì cô bác mình chị lấy cái lá này mình cũng giã nát ra và mình đắp, thì nó cũng làm cho cái vết thương, cái vết mủ đó nó tiêu sưng và giảm viêm rất là hiệu quả. Đây cô bác mình chị, cái cây này nó mọc khá là tốt luôn, có cả quả nó đã già, có hạt như lúc nãy em lấy và có cả quả non. Rất là dễ nhận biết cái loại dược liệu này, cô bác và anh chị mình có thể tham khảo và ứng dụng vào đời sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo.